đây sẽ có một chút đặc biệt trên bên em đó nha. Ok, bây giờ tôi có một yêu cầu nhẹ với em giúp cái này vậy thôi. Anh có thể tắt cái đèn không? Mọi người bật flash lên hết được không? Tắt đi em. Tắt này sợ ốm, quá là mệt. Rồi tắt cái đèn, anh em ơi. Có đèn sao tắt được luôn, đèn sao tắt được luôn, em bật hết flash lên, Tắt cái đèn đóng cửa lại đó. Tắt cái đèn không? Rồi, nổi đèn cây lên nè chị ba ơi. Happy birthday. Mọi người đồng ý. Thôi mà. Ok. Không cần nhiều chỉ chất lượng đúng không? Mấy xin nô một lần nữa à. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành như vậy. Biết bài gì không? Yeah, sure. Cảm ơn các anh em. Bây giờ là phần tiếp theo. Khoan.